Vivo V23e selfie tự nhiên, tự tin nét riêng. Ngon ha. Thế nào, tung hình anh em mình tắm khỏi thân lên đó. Có ảnh hình trên thôi. Có một clip rất là vui mà không có đồ mở màn. Cái đồ mở màn anh em mình đó. Hôm nay là mọi người quyết định mặc áo đen thế này. Mọi người mặc áo đen nhưng mà hôm nay thằng này muốn làm nổi. Không hề biết lại. Nó đi ngược là xu thế. Mọi người không hề báo ha. Đâu cần phải báo bạn. Cái đó gọi là gì? Tâm linh tương thông. Tâm linh tương thông. Theo cái từ nhận bạc dáng người nữa. Chị Ngọc nói là tôi hôm nay đi làm cực quá, chị Ngọc rất là ăn nhân ơn nên đâu phải. Thấy mọi người ăn bằng hết trơn rồi, theo đầu bếp bây giờ mới chuẩn bị món đầu tiên cho Huy thôi. Nên bây giờ Huy phải lựa là đắn đo lắm. Rồi đây nè, một bụng nghi thức đậm thật tôm. Cá hồi, cá thu. Cây tư nhờ. Anh thử cái ăn đồ sống. Nãy giờ 4 năm dĩa rồi. Không, dĩa đầu tiên luôn đó. Dĩa đầu tiên. Dĩa đầu tiên. Anh làm chứng, ai làm chứng cho anh? Nè, cái này cái dĩa để anh múc cho Ngọc Ngọc không ăn. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Anh dính là giờ được chết, cứu lại cái nó. Tại vì cái phần này á, cái phần là cái phần tên là tập này á là ôm cho rất là nhiều. Bao nhiêu người ôm thì cứ gì ra, là ái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Biết đi rồi, tao nghĩ nha. Dạ. Đội nha gà. Đội cái này lên có mặt. Mở mặt. Rồi ôm, đây rồi ôm nè. Ôm rồi, có người lát. Em có mấy người là nói lỗi. Có mấy chưa nhặt nhau như muốn rồi thôi. Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt,
ngon bùng vị thỏa chí khám phá. Milagu cùng Z yêu đời không cần đợi. Chạy đi chớ nghĩ suy bằng sức mạnh bay chi. Chạy đi lo lắng gì thử thách vượt qua tất thế. Chạy đi cố lên nào giành lấy chiến thắng cuối cùng. Bên nhau ta chinh phục thế giới dù bao nhọc nhằn. Bên kia quá ghen thì mình tính đơn nét nét. Rồi mình cùng bày trò để thắng luôn cho em về. Trong tim tôi thì anh em luôn là điều quan trọng bậc nhất. Chứ vì thôi nào ai quan tâm nên mình quan tăng vật chất. Nào cùng chung bay, mình cùng hợp lực cùng bay. Trận này đúng cháy, chẳng chờ gì mà đứng đây. Ok! Chúng tôi nào hy sinh hết trơn á. Chúng tôi nào sẽ chọn những cái nơi mà chật hẹp. Chật hẹp. Ngoài giường, ngoài ghế, ngoài bồn tắm cho mình coi. TV. Có gì đâu. Nói không thấy rồi. Thầy đó. Sao? Mình hy sinh phải không? Dạ mà chật ơi là chật. Chật ơi là chật. Có gì chưa trời? Trời này á, có hai cái bồn bị chật. Đây rõ ràng đến tôi. Nè rồi. Chúng tôi thấy chưa? Hy sinh nha. Đúng rồi. Yeah. Thôi, tụi mình ngủ vậy được rồi. Ok, cảm ơn cả nhà. Ra lăng ca uống thưởng trà chứ. Chứ không còn gì nữa, ra lăng ca thôi. Anh Giang nè, anh Giang kìa. Huy. Anh Giang kìa. Anh Giang, bữa nay to quá nè. Dạ, hai Giang giống nhau mà. Ủa, anh Giang? Chúng ta hàng sớm rồi. Phòng này có một con bồn tắm à. Đã có cái bồn tắm, ở dưới có hai giường và hai đàn con trai nằm riêng đây. Tự nhiên đi nằm chung với nhau. Rồi người ta nói. Không, không sợ, tụi anh không gì đâu nói là quen rồi. Let's fast up. Mọi người muốn mua Running Man Việt Nam Collection thì hãy vào vshop.vn nha. Ngân ngày sao bước nơi này, cùng tôi vượt qua thử thách ở đây sẽ thấy tuyệt vời.